Đây là đèn chạy đốt đốt không biết cháy đèn chạy hay cháy cục này. Trong dây rác đây thôi, chiếc đèn của chúng ta sẽ bay vào không trung, tiến thẳng đến tương lai. Nếu có thể thì nó sẽ đi tới Việt Nam và nhà. Chúng ta đã tìm được một thanh phán ở đây. Vâng, đèn đã chuẩn bị cắt cánh. Đèn nó chuẩn bị cất cánh nha quý vị và các bạn. Đây 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 đấy, rồi sức cục ra luôn rồi đấy. Ê, cái thằng bắn ngược kìa. Bú rồi mua rồi đấy. Sự cố nhỏ nhỏ. Sự cố nhỏ. Xe. Ok ok ma chini. Ok ok ok. Listen đây. Yes. Đéo quay kìa. Ê ê ê. Yes, yes. Rồi, ok, ok. Anh em ta cũng bay nào. Tại sao lại không bay? Tại sao mày lại không bay hả? Hôm nay kia ôm tôn. Bay lên đi. Lên nào. Trái đất này là của chúng mình. Quà bóng xanh, bấy trời xanh. Mày chạy sao hết rồi, mày đeo lên thôi mày. Trên. Đây đấy. Đây đây đấy. Đây đây. Chuẩn bị. Chiếc đèn của anh ta đã chuẩn bị cắt cánh. Lên. Thả không anh luôn. Chưa. Ê, cháy. Cái gì thế này. Vừa ông cháy đi, bước thôi. Đó, lên rồi đó. Tắt, vô đó tắt rồi sao. Đây, là chuẩn bị nha. Ê. Tụi nó có lên không? Lên rồi, lên rồi, lên rồi. Wow. Bye bye. Việt Nam thắng tiếng nha em. Hà nãy đã bay khỏi không trung.